Thưa quý vị, để giải quyết tình trạng người dân bán hàng rong tự phát, lấn chiếm lòng lề đường gây mất trật tự tại khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ, quận 1, thì Công an thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp với lực lượng thanh niên xung phong tăng cường tuần tra kiểm soát. Thế nhưng mà thực tế, việc giải quyết dứt điểm là rất khó khi mà lực lượng chức năng vừa rời đi thì hoạt động mua bán lại diễn ra. Như hình ảnh được phóng viên Chuyển động 24 giờ ghi lại ngay trong buổi tối ngày hôm qua. Tháo chạy hoặc bê kéo quầy hàng rong của mình ra khỏi khu vực phố đi bộ là hình ảnh thường thấy khi những người bán hàng rong phát hiện lực lượng chức năng tuần tra kiểm soát. Khi lực lượng chức năng rời đi, việc buôn bán lại diễn ra như cũ. Tôi thấy nó ảnh hưởng đến nét đẹp của phố đi bộ 3 năm nay mà người ta đã xây dựng. Càng ngày càng xuất hiện nhiều những cái hàng người như vậy đó, là sẽ ảnh hưởng đến mấy người khách nước ngoài. Họ sẽ thấy như phố đi bộ này càng ngày càng tệ hơn. Bán như vậy thì nó không đẹp cho mấy. Có một cái khu nào đó dành cho họ buôn bán, kinh doanh thì chắc là nó sẽ hợp lý hơn. Mắc dữ lắm ạ. Kiểu là như là một ly nước là 50 ngàn như vậy á, em nhớ vậy đó. Thế là giờ ra đây là chỉ có cầm chai nước theo thôi chứ không dám uống ở đây đâu. Không riêng gì tình trạng bán hàng rong, nhiều người dân khi đến đây vui chơi cũng đậu xe máy dưới lòng đường. Nguy cơ bị mất xe và đe dọa an toàn giao thông cho các xe khác lưu thông. Có mấy bãi xe ở đây nè, nhưng mà phí của nó gửi thì nó cao lắm. 20.000 đến 50.000 một chiếc. Mình biết đậu ở đây là sai, nhưng mà nếu mà không đậu ở đây thì biết đại để ở đâu. Nếu mà bắt như thế thì mình cũng phải chịu. Để đảm bảo an toàn giao thông, tuyến phố được lực lượng cảnh sát giao thông liên tục tuần tra kiểm soát, xử phạt. Nhiều nhất là lỗi hành vi dừng đỗ xe ở lòng đường với mức phạt là 350.000 đồng một xe, cao hơn từ 10 đến 15 lần so với giá gửi xe. Em thì cũng có biết bãi xe đằng sau này. Mấy đầu em cũng tính kêu bạn gửi đi, nhưng mà xe của bạn thôi, bạn kêu thôi cứ để đây thì khá là cao. Mà cái đó là mình sai, mình cũng chấp nhận chịu. Công an phố cũng đã có cái báo cáo cho thành ủy ban nhân dân, trong đó có kiến nghị là bố trí tăng thêm các cái khu vực bãi đỗ xe để phục vụ người dân. Công an phố cũng đề nghị tăng cường thêm các cái lực lượng khác như lực lượng thanh niên xung phong cùng phối hợp với lực lượng công an thành phố trong các tuần tra đảm bảo an ninh trật tự cũng như là giải quyết tình trạng buôn bán hàng rong, chiếm dụng vỉa hè lòng đường tại khu vực đường phố đi bộ Nguyễn Huệ. Để không còn tình trạng bán hàng rong và đậu xe dưới lòng đường ở phố đi bộ Nguyễn Huệ, Công an thành phố Hồ Chí Minh cũng kêu gọi người dân không mua bán hàng rong, chấp hành quy định về trật tự an toàn giao thông, góp phần xây dựng cảnh quan đô thị sạch đẹp.